27. Phẩm tán hoa. Bấy giờ trời Đế Thích và chúng trời tứ đại thiên vương của tam thiên đại thiên thế giới đây cho đến trời Sắc Cứu Cánh đều nghĩ rằng, nay tôn giả thiện hiện nhờ oai lực Phật vì tất cả hữu tình mà ban trận mưa pháp lớn, nay chúng ta nên hóa ra hương hoa trời vi diệu phụng giải cúng dường Đức Thích Ca Như Lai. Các chúng đại Bồ Tát, Bí Xô Tăng và tôn giả thiện hiện cũng giải cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, há chẳng tốt sao? Sau khi nghĩ như vậy, trời Đế Thích và các thiên chúng đều hóa làm hương hoa trời vi diệu dâng cúng phụng giải lên Đức Thích Ca Như Lai. Các chúng đại Bồ Tát, Bí Xô Tăng cùng cụ thọ thiện hiện và Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lúc này tại thế giới tam thiên đại thiên Phật, hoa đều đầy rẫy, nhờ thần lực Phật nên những hoa này hợp thành đài hoa ở giữa hư không trang nghiêm đẹp lạ và khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Bấy giờ thiện hiện thấy việc ấy, nghĩ rằng hoa được giải đây ở chỗ chư thiên chưa từng thấy. Hoa này mầu nhiệm quyết định chẳng phải do cỏ cây nước đất sinh ra, chắc là chư thiên vì muốn cúng dường nên từ nơi tâm mà hóa hiện ra. Khi ấy trời Đế Thích biết tâm niệm của thiện hiện, nói với thiện hiện: hoa đã giải đây, thật chẳng phải do cỏ, cây, nước, đất sinh ra, thật cũng chẳng từ tâm hóa ra, mà chỉ là biến hiện. Bấy giờ thiện hiện bảo Thiên Đế Thích rằng: này Kiều Thi Ca, ông nói hoa đây thật chẳng phải do cỏ, cây, nước, đất sinh ra, thật cũng chẳng từ tâm hóa ra, vậy đã chẳng phải pháp danh thì chẳng gọi là hoa. Khi ấy trời Đế Thích hỏi thiện hiện rằng: thưa Đại Đức, chỉ có hoa này chẳng xanh hay các pháp khác cũng thế? Thiện hiện đáp: chẳng những hoa này không xanh mà các pháp khác cũng nghĩa không xanh. Tại sao nói vậy? Này Kiều Thi Ca, sắc cũng chẳng xanh, đây đã chẳng xanh thì chẳng phải là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng xanh, đây đã chẳng xanh thì chẳng phải thọ tưởng hành thức. Nhãn cho đến ý, sắc cho đến pháp, nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra thọ cũng như thế. Này Kiều Thi Ca, bố thí ba la mật đa cũng chẳng sanh, đây đã chẳng sanh thì chẳng phải bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng sanh, đây đã chẳng sanh thì chẳng phải tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Nội không cho đến vô tánh tự tánh không, bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, như vậy cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều cũng như thế. Khi ấy trời Đế Thích thầm nghĩ: tôn giả thiện hiện trí tuệ sâu sắc, chẳng trái với giả danh mà nói pháp tánh. Rõ biết ý nghĩ của Đế Thích, Phật bèn bảo ông ta rằng: này Kiều Thi Ca, đúng như tâm ông đã nghĩ, cụ thọ thiện hiện trí tuệ sâu sắc, chẳng trái với giả danh mà nói pháp tánh. Khi ấy trời Đế Thích liền bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, cụ thọ thiện hiện đối với những pháp nào chẳng trái với giả danh mà nói pháp tánh? Phật đáp: này Kiều Thi Ca, sắc chỉ là giả danh, cụ thọ thiện hiện chẳng trái với giả danh của sắc mà nói pháp tánh của sắc. Thọ tưởng hành thức chỉ là giả danh, cụ thọ thiện hiện chẳng trái với giả danh của thọ tưởng hành thức mà nói pháp tánh của thọ tưởng hành thức. Vì sao vậy? Vì pháp tánh của sắc không trái thuận nên thiện hiện đã nói cũng không trái thuận. Đối với nhãn cho đến ý, sắc cho đến pháp, nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra thọ cũng như vậy. Này Kiều Thi Ca, bố thí ba la mật đa chỉ là giả danh, cụ thọ thiện hiện chẳng trái với giả danh của bố thí ba la mật đa mà nói pháp tánh của bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chỉ là giả danh, cụ thọ thiện hiện chẳng trái với giả danh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà nói pháp tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì sao vậy? Vì pháp tánh của bố thí ba la mật đa không trái thuận, nên thiện hiện đã nói cũng không trái thuận. Đối với nội không cho đến vô tánh tự tánh không, bốn niệm trụ nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng, như vậy cho đến quả dự lưu, cho đến quả A-la-hán, độc giác bồ đề, cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, dự lưu cho đến A-la-hán, độc giác bồ tát Như Lai đều cũng như vậy.
Này Kiều Thi Ca, cụ thọ thiện hiện đối với pháp như vậy chẳng trái với giả danh mà nói pháp tánh. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy. Như Phật đã nói, các pháp sở hữu hoàn toàn đều là giả danh. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát biết tất cả pháp chỉ là giả danh rồi, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi học như thế, chẳng học nơi sắc, chẳng học nơi thọ tưởng hành thức. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì ở trong đó đại Bồ Tát này chẳng thấy sắc để học, chẳng thấy thọ tưởng hành thức để học. Đối với nhãn cho đến ý, sắc cho đến pháp, nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra thọ cũng như vậy. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi học như thế, chẳng học nơi bố thí ba la mật đa, chẳng học nơi tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì ở trong đó đại Bồ Tát này chẳng thấy bố thí ba la mật đa để học, chẳng thấy tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa để học. Đối với nội không cho đến vô tánh tự tánh không, bốn niệm trụ, nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng, như vậy cho đến quả dự lưu, quả a la hán, độc giác bồ đề, cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đều cũng như vậy. Khi ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện: Các đại Bồ Tát vì nhân duyên gì mà chẳng thấy sắc cho đến chẳng thấy trí nhất thiết tướng? Thiện Hiện đáp: Này Kiều Thi Ca, sắc sắc không cho đến trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết tướng không. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát vì nhân duyên đây nên chẳng thấy sắc cho đến chẳng thấy trí nhất thiết tướng. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát chẳng thấy sắc nên chẳng học nơi sắc, cho đến chẳng thấy trí nhất thiết tướng nên chẳng học nơi trí nhất thiết tướng. Vì sao vậy? Này Kiều Thi Ca, vì sắc không chẳng thể thấy sắc không, cho đến trí nhất thiết tướng không chẳng thể thấy trí nhất thiết tướng không, sắc không cũng chẳng thể học nơi sắc không, cho đến trí nhất thiết tướng không cũng chẳng thể học nơi trí nhất thiết tướng không. Này Kiều Thi Ca, nếu đại Bồ Tát chẳng học nơi không, tức là đại Bồ Tát này học nơi không. Vì sao? Vì không hai vậy. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát chẳng học nơi sắc không, tức là học nơi sắc không. Vì không hai vậy, cho đến chẳng học nơi trí nhất thiết tướng không, tức là học nơi trí nhất thiết tướng không. Vì không hai vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu đại Bồ Tát đem không hai làm phương tiện, học nơi sắc không cho đến đem không hai làm phương tiện, học nơi trí nhất thiết tướng không, thì đại Bồ Tát này có thể lấy không hai làm phương tiện để học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, có thể lấy không hai làm phương tiện học nội không cho đến vô tánh tự tánh không, có thể lấy không hai làm phương tiện học bốn niệm trụ, nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Như vậy, cho đến có thể lấy không hai làm phương tiện để học quả dự lưu cho đến quả A-la-hán, có thể lấy không hai làm phương tiện để học độc giác bồ đề cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, có thể lấy không hai làm phương tiện để học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Kiều Thi Ca, nếu đại Bồ Tát có thể lấy không hai làm phương tiện để học bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, thì đại Bồ Tát này có thể lấy không hai làm phương tiện để học vô lượng vô số vô biên Phật pháp thanh tịnh bất khả tư nghỉ. Này Kiều Thi Ca, nếu đại Bồ Tát có thể học vô lượng vô số vô biên Phật pháp thanh tịnh bất khả tư nghỉ, thì đại Bồ Tát này chẳng vì sắc tăng nên học, cũng chẳng vì sắc giảm nên học, cho đến chẳng vì trí nhất thiết tướng tăng nên học, cũng chẳng vì trí nhất thiết tướng giảm nên học. Này Kiều Thi Ca, nếu đại Bồ Tát chẳng vì sắc tăng nên học, cũng chẳng vì sắc giảm nên học, cho đến chẳng vì trí nhất thiết tướng tăng nên học, cũng chẳng vì trí nhất thiết tướng giảm nên học, thì đại Bồ Tát này chẳng vì nhiếp thọ sắc nên học, cũng chẳng vì hoại diệt sắc nên học, cho đến chẳng vì nhiếp thọ trí nhất thiết tướng nên học, cũng chẳng vì hoại diệt trí nhất thiết tướng nên học. Bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Các đại Bồ Tát khi học như thế, chẳng vì nhiếp thọ sắc nên học, cũng chẳng vì hoại diệt sắc nên học, cho đến chẳng vì nhiếp thọ trí nhất thiết tướng nên học, cũng chẳng vì hoại diệt trí nhất thiết tướng nên học chăng? Thiện Hiện đáp: Đúng vậy, đúng vậy.
Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi học như thế, chẳng vì nhiếp thọ sắc nên học, cũng chẳng vì hoại diệt sắc nên học, cho đến chẳng vì nhiếp thọ trí nhất thiết tướng nên học, cũng chẳng vì hoại diệt trí nhất thiết tướng nên học. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, do nhân duyên nào mà các đại Bồ Tát chẳng vì nhiếp thọ sắc nên học, cũng chẳng vì hoại diệt sắc nên học, cho đến chẳng vì nhiếp thọ trí nhất thiết tướng nên học, cũng chẳng vì hoại diệt trí nhất thiết tướng nên học? Thiện Hiện đáp, các đại Bồ Tát chẳng thấy có sắc để nhiếp thọ và để hoại diệt, cũng chẳng thấy có người hay nhiếp thọ sắc và hoại diệt sắc, cho đến chẳng thấy có trí nhất thiết tướng để nhiếp thọ và để hoại diệt, cũng chẳng thấy có người hay nhiếp thọ trí nhất thiết tướng và hoại diệt trí nhất thiết tướng. Vì cớ sao? Này Xá Lợi Tử, vì sắc pháp hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều không vậy. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát đối với tất cả pháp chẳng thấy có để nhiếp thọ và để hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ hay nhiếp thọ và hoại diệt, mà học Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đại Bồ Tát này có thể thành tựu trí nhất thiết trí. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có thể thành tựu trí nhất thiết trí sao? Thiện Hiện đáp, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có thể thành tựu trí nhất thiết trí. Đối với tất cả pháp chẳng vì nhiếp thọ, chẳng vì hoại diệt mà làm phương tiện. Xá Lợi Tử nói, nếu đại Bồ Tát đối với tất cả pháp chẳng vì nhiếp thọ, chẳng vì hoại diệt mà làm phương tiện, thì sao có thể thành tựu trí nhất thiết trí? Thiện Hiện đáp, này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sắc hoặc sanh hoặc diệt, chẳng lấy